Hello. Đây là suối Du Già nhé mọi người. Nước rất là trong sạch sẽ. Bây giờ anh em mình sẽ lên trên kia để tắm. Phía trên kia có một con thác chảy xuống đấy, mọi người hay vào đây chơi và tắm ở dưới đấy. Các em nhỏ đang lặn mò cua mò cá các bạn. Được con nào không? Hả? Được cá nào không? Lặn nào, xem là nước có vào mắt không? Nó đeo ốp vào mắt đấy, đeo ốp vào mắt để kín mắt là được đấy đấy. Cho cái mũi vào trong đi, cái mũi cho vào trong. Thực hành. Tí mượn là mượn của nó để đi nặn đấy luôn. Tí nữa mượn ra kia lặn bắt cá kìa. Đấy, có cả súng bắn cá các kiểu, đầy đủ đồ nghề luôn. Có nhìn thấy cá không? Ừ? Đường đi lên thác đây các bác ạ. Đấy, tí nữa anh em mình sẽ tắm ở trên này. Mang cả dầu gội đi để gội đầu luôn à? Tí mà cho anh xin một gói nhá. Mát nhỉ. Tắm thôi anh nhậu ơi. Tắm thôi. Nước rất là trong sâu các bạn ạ. Thác này bắt nguồn ở phía bên trên đồi kia, trên núi kia chảy xuống. Thần trôi người đi nhá. Trơn đấy. Anh cầm điện thoại không đấy? Tí ngã ướt cả điện thoại nhá.
Phía bên trên thác này sẽ có một cái chòi các bác. Chòi là một cái quán. Du khách có thể tắm xong là lên đây. Lên đây ngồi nghỉ ngơi. Đây đầy đủ tiện nghi luôn.